Dạ, Quang Đen xin chào cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước. Lời nói đầu tiên vào video này thì Quang Đen xin kính chúc cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, bình an và thành đạt trong cuộc sống. Tình hình là máy ấm của em hiện tại thì các bé quá tải cô chú. Thức ăn thì 24 tiếng chỉ ăn được có 1 cử để sống thôi, mà các bé bị viêm da quá trời luôn cô chú. Bữa trước thì có chị Thí với lại anh siêu nhân giúp đỡ cho các bé uống toàn bộ chạm á, xong rồi các bé phát lại, rồi số lượng lớn quá đi. Tụi em cũng có mua lắc nhắc, cũng có xin nhưng mà không có đủ á cô chú. Tại vì bình thường thì các bé ở đây đã bị viêm da sẵn rồi, viêm da mà viêm da toàn chạm luôn. Tại vì đa phần em cứu là các bé viêm da thì nhiều, là cô chú thấy không? Bữa trước là được anh siêu nhân giúp đỡ, làm cầu nối, chị Thí đã giúp cho uống một lần rồi thì các bé cũng giảm, sau đó phát lại cô chú, số lượng lớn quá. Tụi em cũng có mua để mà cầm cự khi mà các bé nào phát á, cũng uống nhưng mà thật sự không nổi cô chú ơi, nhiều quá, số lượng nhiều quá. Thì hiện tại thì trạm của em đang rất cần thuốc nếp ga. Mong cô chú nhìn thấy các bé mà có thương á thì giúp đỡ cho các bé thuốc. Quang Đen cũng không cần lấy tiền, nếu mà cô chú thương thì cô chú cứ cho mấy anh đem tới các bé uống. Cô chú ơi, cái số lượng lớn quá đi, tụi em cũng có khả năng để mà cho các bé uống hết được đó. Thì hôm nay thì cô chú thấy nè, những cái gì tụi em sửa nè. Đó, tụi em sửa ở đây là cái bờ sông á, tụi em cũng đổ cát, đổ sờ bằng, xong rồi cũng lót gạch, làm cho thêm khu cho các bé. Nói chung là số lượng các bé đông á, rồi nó quá tải á, tụi em cũng cố gắng, rồi cũng mở rộng cho các bé nhiều ra để cái để cho cái đừng có chặt chội, hơi hám đồ đó, nóng đực đồ đó. Sức của tụi em có giới hạn cô chú. Thì tụi em không có thể nào mà xử lý được đó, tại nó tốn quá nhiều tiền. Bữa trước có đi cạo lông hết 50 bé, rồi chị đài hỗ trợ 500 đô cạo lông 50 bé để mà điều trị. Cũng có mấy chị hỗ trợ tiền uống thuốc nét ga, mà nói chung chỉ cầm cự thôi cô chú, không uống hết được á. Đứa này uống cái bắt đầu là nó hết, cái bắt đầu còn đứa kia cái nó phát nữa. Thì trên video này thì em cũng mong mà được nhận sự giúp đỡ của cô chú, chung tay để cứu lấy đàn chó của em. Nó ngứa, nó tội nghiệp luôn nè cô chú, vừa thiếu ăn mà vừa bệnh nữa. Từng khu á cô chú cũng thông cảm, tại các bé đông quá, tụi em cũng mới dọn dẹp xong các bé đi nữa, chứ không phải là tụi em muốn dọn dẹp. Đó, sửa cho rộng, nâng mái cho mở rộng môi trường, tụi em cũng làm hết khả năng rồi. Các bé bệnh cái số lượng nhiều quá, từ xưa tới giờ các bé cũng bị viêm da, cứ tái đi tái lại hoài. Tụi em cũng cố gắng mà mua từng hộp cho uống, nhưng mà nó không đủ đâu á, nó giống như giả chàng xe cát Biển Đông vậy đó cô chú, không biết làm sao nữa. Thì ngày hôm nay em quay cái video lên, cũng quay tình hình của các bé, em đăng lên thì mong cô chú chung tay tìm ra hướng để giúp đỡ cho các bé, để cho các bé hết bệnh. Nói chung thì chạm thì thoáng môi trường, em cũng đã cố gắng làm cho thật rộng, sạch sẽ cho các bé rồi, mà bây giờ thiếu thuốc, thiếu thức ăn cô chú.
rất là tội nghiệp. Đó, chạm bây giờ chỉ còn có 2 vợ chồng em à. Hồi chiều này bị chợt, tưởng đâu là nằm chỗ luôn rồi. Thằng nhóc nó kêu đó. Chú thấy coi, xích ra, gỡ cái điện thoại bây giờ. Lớp bệnh nằm ở thui, rồi lớp bệnh ở chạm, rồi đủ thứ chân.
em chưa quay hết á, là em chưa quay hết chạm toàn chạm á. Bây giờ nói chung là chỗ ở cũng ổn định rồi, thì cũng mở rộng ra thêm, cũng đổ xà bồn lớn thêm ra để cho các bé có được không gian. Đó, bây giờ chỉ thiếu ăn, chỉ thiếu thuốc chữa bệnh thôi cô chú. Đó, mong là cô chú hiểu cho vợ chồng em, thương yêu các bé, giúp đỡ cho vợ chồng em tìm ra phương án để mà cứu chữa cho các bé. Thật sự cái số lượng nhiều quá, tụi em cũng không có ăn nổi. Chứ dù tụi em không có ngại cực khổ đâu. Thiếu quạt đồ tụi em cũng mua quạt nữa không? Làm tới bây giờ luôn á, chưa ăn uống gì luôn á cô chú. Thiếu cái gì tụi em cũng chạy đi mua, mà những cái mà ít ít thì tụi em làm được, còn nhiều quá ngoài khả năng thì tụi em cũng chịu thôi. Dù biết là cô chú trách chứ giờ tụi em cũng không biết làm sao nữa. Có hai người mà tụi em lại không có kinh tế nữa, nhờ cô chú có miếng ăn sống qua ngày thôi. Còn bây giờ bệnh tùm lum tà la hết trơn. Thì em mong rằng cái video này sẽ cô chú sẽ thấy được, thì hữu duyên cô chú giúp đỡ cho vợ chồng em chữa bệnh cho các bé. Cũng mong là trên cái video này mấy anh thấy được, mấy anh giúp đỡ cho vợ chồng em để truyền tải cũng như là làm cầu nối cho các bé của nhà em được chữa trị. Em cảm ơn mấy anh rất là nhiều, cảm ơn cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước, cảm ơn quý mạnh thường quân đã luôn yêu thương vợ chồng em và các bé. Dạ, em xin chúc sức khỏe mấy anh với lại cô chú anh chị. Dạ, em xin chào.